Nguyễn Văn Huyên, một tấm gương về nhân cách. Nhà văn hóa Nguyễn Văn Huyên sinh ra tại Hà Nội và là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ luận án tiến sĩ văn chương tại trường đại học Sorbonne, Paris năm 1934. Và ngay từ thời trẻ trai ấy, với hai bằng cử nhân luật và tiến sĩ văn chương, ông đã ôm ấp nguyện vọng duy nhất của mình là nhất định không làm quan, chỉ dạy học và nghiên cứu khoa học. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về nhân vật đặc biệt này nhé! Tiểu sử của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyên. Nguyễn Văn Huyên sinh ngày 16 tháng 11 năm 1905. Theo giấy tờ, ông sinh năm 1908. Tại Hà Nội, nguyên quán tại xã Kim Trung, huyện Đan Phượng, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ông là người con thứ ba trong số 7 anh em cùng cha cùng mẹ. Ông còn có 2 người anh cùng cha khác mẹ nữa. Cha ông đặt tên cho các con mà người vợ kế sinh ra bằng các chữ Phúc, Thiện, Huyên, Đường, Hưởng, Phú, Quý. Nghĩa là Phúc Thiện về nhà mẹ thì được hưởng Phú Quý. Cha của ông là cụ Nguyễn Văn Vượng, mẹ ông là cụ Phạm Thị Tý. Chị gái ông là bà Nguyễn Thị Mão, sau này là vợ Khâm Sai Bắc Bộ Phan Kế Toại, tốt nghiệp niên khóa 1924-1927 của trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Bà Mão là nữ giáo viên đầu tiên của Việt Nam. Bà đã hỗ trợ hai anh em đi học ở Pháp. Cha ông, cụ Nguyễn Văn Vượng mất khi ông Huyên mới 8 tuổi. Mẹ ông làm nội trợ. Cha ông chỉ là một viên chức nhỏ ở Sở Kho bạc Hà Nội, nhưng đồng lương thời đó cũng tạm đủ chu cấp cho gia đình. Thiếu vắng trụ cột, gia đình ông lâm vào khó khăn. Đấy là giai đoạn mà mẹ ông phải gồng mình lên gánh vác mọi công việc to nhỏ, nuôi dạy các con ăn học. 2. Nguyễn Văn Huyên, một tấm gương về nhân cách. Năm 18 tuổi, ông và người em trai là Nguyễn Văn Hưởng được gia đình cho đi Pháp du học. Thời gian đầu, mùa đông, hai anh em vẫn phải phong phanh chiếc áo gió khoác ngoài. Mãi sau, nhờ bà mẹ gửi sang cho mỗi người một áo dài bông thì mới đỡ bị lạnh. Khổ sở vậy, nhưng họ vẫn không ngừng dùi mài kinh sử, học hành tấn tới rất nhanh. Ông học tú tài toàn phần rồi cử nhân văn khoa năm 1929. Tuy nhiên, tới những năm 30, kinh tế khủng hoảng, gia đình không còn đủ tiền chu cấp, dù là tần tiện nhất cho cả hai anh em. Nguyễn Văn Huyên học cử nhân luật năm 1931 tại Đại học Sorbonne. Nguyễn Văn Hưởng sau khi nhận bằng cử nhân luật vào năm 1932, nhận được điện báo tin mẹ ốm nên phải về nước. Người anh ở lại tự kiếm sống bằng cách đi giảng ở trường ngôn ngữ phương Đông để học tiếp tục. Trước khi trở thành người đứng đầu ngành giáo dục của nước Việt Nam, ngày 17 tháng 2 năm 1934, sau những ngày đêm đằng đẵng sôi kinh nấu sử, Nguyễn Văn Huyên đã trở thành người ngoại quốc đầu tiên tại Đại học Sorbonne được trao học vị tiến sĩ văn khoa với luận án chính nổi tiếng, hát đối đáp nam nữ thanh niên ở An Nam, cùng luận án phụ, nhập môn nghiên cứu nhà sàn ở Đông Nam Á. Ông Van Dries, chủ tịch hội đồng giám khảo đã phải thốt lên: đây là sự kiện lớn lao đáng ghi nhớ trong lịch sử trường Đại học Sorbonne. 3. Chọn nghiệp giáo để giúp người. Trong ký ức của cậu bé Nguyễn Văn Huyên vẫn hiển hiện lời thơ mẹ viết gửi hai con trai Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Văn Hưởng đang du học ở Pháp. Người ta sinh ở trên đời phải học cho được nghề tài mới hay. Người nghề ấy kẻ nghề này, trước là ích quốc, sau này lợi dân. Hoặc trong bài thơ khuyên con, thân mẫu của Nguyễn Văn Huyên viết: con ơi, nghe mẹ nhời này, muốn khôn thì phải tìm thầy học nên, làm sao cho trả nghĩa đền, để yên việc nước kẻo phiền mẹ cha. Làm trai yêu nước quê nhà, nước kia có vẹn thì nhà mới xong. Sách có câu tạo thế anh hùng, văn minh hai chữ so cùng Mỹ Âu. Không phụ niềm tin và sự kỳ vọng của gia đình, mặc dù vừa đi học vừa phải dạy thêm kiếm tiền trang trải trong thời gian du học ở xứ người, song hai anh em Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Văn Hưởng đều vinh quy bái tổ. Công thành danh toại, Nguyễn Văn Huyên nghĩ ngay tới việc trở về tổ quốc. Tại Paris, ông tâm sự với một người bạn tâm giao rằng ông sẽ nhất định không làm quan, chỉ sẽ học và nghiên cứu khoa học. Dòng họ Nguyễn nhà ông từ xưa đã tâm niệm như lời ghi trong gia phả, lấy nghiệp giáo để giúp người. Năm 1935, ông trở về nước, khước từ làm quan. Thoạt đầu Nguyễn Văn Huyên dạy ở trường Bưởi, nơi tập trung nhiều mầm mống tinh hoa trí tuệ của người Việt nhất,
rồi ông vào làm nhân viên khoa học của Viện Viễn Đông Bắc Cổ, tham gia Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Đông Dương và bắt đầu xây dựng bộ môn Lịch sử Văn minh Việt Nam ở Trường Đại học Luật Khoa. Vừa nghiên cứu khoa học, ông vừa đi giảng ở nhiều nơi. Theo thống kê của bà Nguyễn Kim Nữ Hạnh, trưởng nữ của giáo sư Nguyễn Văn Huyên, trong tập hồi ký Tiếp bước chân cha do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2003, chỉ trong 10 năm đầu tiên làm việc ở quê nhà, ông đã có tới hơn 45 công trình nghiên cứu khoa học có giá trị lâu bền. Năm 1936, ông kết hôn với tiểu thư Vi Kim Ngọc, con gái tổng đốc Thái Bình Vi Văn Định. Năm 1938, Nguyễn Văn Huyên tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ, một tổ chức xã hội của những trí thức yêu nước hàng đầu lúc đó, như các cụ Nguyễn Văn Tố, Đặng Thái Mai, Hoàng Xuân Hãn, Võ Nguyên Giáp. Từ tình yêu dân tộc, Nguyễn Văn Huyên đã dần dần tiếp cận chân lý cách mạng vô sản. Khi chính quyền mới được thành lập, ông trở thành Tổng Giám đốc Vụ Đại học, Bộ Quốc gia Giáo dục kiêm Giám đốc Viện Bắc Cổ. Tháng 11 năm 1946, ông có mặt trong thành phần Chính phủ Liên hợp Quốc dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Khi đó, ông được Bác Hồ cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục. 4. Một lòng cùng ánh sáng. Trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, ông là một trong những người đại diện trí thức thủ đô cùng với Ngụy Như Con Tum, Nguyễn Xiển, Hồ Hữu Tường ký bức điện yêu cầu vua Bảo Đại thái vị, nhường quyền kiểm soát đất nước cho nhân dân qua chính phủ cách mạng. Ông vô cùng sung sướng vì ông cho rằng cách mạng tháng 8 thắng lợi đã giải phóng cho dân tộc một cách kỳ diệu và ông đã hòa nhập rất nhanh vào dòng thác cách mạng lúc bấy giờ. Ông phát biểu trong các buổi meeting của sinh viên và thanh niên học sinh ở Đông Dương học xá là nhiều người trí thức chúng tôi đều đồng thanh ủng hộ Việt Minh. Ông nói lên những cảm xúc của mình khi đứng tại quảng trường Ba Đình lịch sử, nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Không phải đến lúc đó tôi mới nghe mấy tiếng độc lập tự do, nhưng cũng chỉ từ phút đó tôi mới càng thấm thía ý nghĩa sâu sắc của hai từ đó. Sau khi cuộc cách mạng tháng 8 thành công, ông được cử giữ chức Tổng Giám đốc Đại học Vụ. Đến 26 tháng 11 năm 1946, được thay bởi Hồ Đắc Di, Phó Giám đốc là Ngụy Như Con Tum, Bộ Quốc gia Giáo dục kiêm Giám đốc Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Cuối tháng 8 năm 1945, Bác Hồ mời ông Huyên và ông Ngụy Như Con Tum lên gặp Bác. Trong buổi gặp này, Bác Hồ nêu vấn đề dạy tiếng Việt trong các trường. Bác nói rõ đó là nhu cầu cấp bách và là nguyện vọng thiết tha của quần chúng. Bác căn dặn phải tiến hành nhanh chóng nhưng thận trọng, dựa vào khả năng mọi người cũng như thầy trò để làm, không phiêu lưu mà cũng tránh dè dặt. Có khó khăn thì phải kiên trì mà thuyết phục, thì dù khó khăn đến mấy cũng thành. Bác còn chỉ thị nhanh chóng mở trường đại học của nước ta. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên và ông Ngụy Như Con Tum đã tích cực thực hiện chỉ thị của Bác Hồ. Tạp chí Tiền Phong số 2 đăng một tin quan trọng. Trường đại học khai giảng. Sáng ngày 15 tháng 11 năm 1945, tại Hà Nội đã làm lễ khai giảng trường đại học. Tới dự có Hồ Chủ tịch, nhiều quan khách Trung Hoa và nhân viên chính phủ. Ông Nguyễn Văn Huyên, Giám đốc Đại học Vụ, đọc diễn văn khai mạc. Ông Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, nói về các nhiệm vụ của trường đại học lúc này. Sau cùng là cuộc phát bằng cho các bác sĩ tân khoa, những bằng cấp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Trong diễn văn khai mạc, giáo sư Nguyễn Văn Huyên nhấn mạnh: buổi lễ hôm nay, anh em giáo sư và sinh viên chúng tôi muốn là một dịp để tỏ cho thế giới biết, trong giờ phút nghiêm trọng của tiền đồ tổ quốc này, dân tộc Việt Nam ngoài công cuộc đấu tranh bằng xương máu trên chiến địa, cũng nỗ lực tham gia vào công cuộc tiến triển văn hóa của nhân loại. Chúng tôi muốn rằng nền đại học mới này là một lực lượng mạnh trong những lực lượng chiến đấu của dân tộc Việt Nam. Hồ Chủ tịch đã lựa chọn cử ông tham gia đoàn đại biểu chính phủ ta đàm phán với đoàn đại biểu chính phủ Pháp tại hội nghị Fontainebleau vào tháng 7-8 năm 1946. Tháng 11 năm 1946, giáo sư Nguyễn Văn Huyên nhận được tấm danh thiếp của Hồ Chủ tịch mời lên gặp. Trong lần này, Bác giao cho giáo sư Nguyễn Văn Huyên đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Ông Huyên băn khoăn thưa với Bác là chưa tham gia công tác cách mạng bao giờ. Bác Hồ đã ân cần động viên: chú cứ làm đi, rồi sẽ làm được. Khó thì Bác giúp, nghiên cứu cùng làm, quyết tâm là được. Lời động viên thân ái ấy của Bác Hồ là nguồn sức mạnh to lớn giúp giáo sư đem hết tâm trí ra góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của nước ta. Trong những năm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, mọi khó khăn về vật chất đều được khắc phục, nhưng một số khó khăn về tinh thần không ít lần làm ông Nguyễn Văn Huyên nản chí.
Trong công tác, vì là trí thức, không phải đảng viên cộng sản, nên ông gặp nhiều trở ngại trên cương vị quản lý. Một số người có chức trách còn tỏ thái độ phân biệt đối xử. Nhiều người cho rằng phải là đảng viên thì mới có thể lãnh đạo quần chúng. Ngay được những điều này, ông đã rất chăn trở và đi đến quyết định xin thôi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Lý do của ông là vì chưa phải là đảng viên nên có thể gặp khó khăn trong chỉ đạo công tác ngành, xin để người khác giữ chức quan trọng này. Ông gửi thư lên Chủ tịch Hồ Chí Minh xin thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục để làm công tác chuyên môn. Nhận được lá đơn ấy, ngay lập tức Hồ Chủ tịch đã gặp ông, ân cần giải thích và khuyên ông cứ tiếp tục công việc. Chú đã làm việc rất tốt, điều đó chứng tỏ không phải cứ là đảng viên thì mới làm việc hiệu quả. Vấn đề cốt yếu là có tư tưởng yêu nước, thương dân, có phương pháp làm việc đúng, nhiệt tình và công tác tích cực thì sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú có đủ những yếu tố đó. Vì vậy bác khuyên chú cứ tiếp tục giữ trọng trách mà chính phủ giao. Đây cũng là chú làm việc vì dân, vì nước. Người nhấn mạnh, không cốt là đảng viên cộng sản hay không đảng viên, mà cốt là làm việc có tốt hay kém, có hiệu quả hay không có hiệu quả. Điều đó mới là quan trọng. Nghe lời Hồ Chủ tịch, ông vẫn tiếp tục đảm trách chức vụ Bộ trưởng. Sau đó Hồ Chủ tịch đã cho gọi một số đảng viên lãnh đạo ngành giáo dục đến gặp. Người nhắc nhở, phê bình họ về một bài học vỡ lòng mà Marx đã dạy. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, đảng viên chỉ là một số ít, người ngoài đảng thì hàng triệu, hàng chục triệu, đoàn kết với nhau thì mới đưa cách mạng đến thắng lợi được. Giáo sư Nguyễn Văn Huyền đã giữ chức vụ này từ tháng 11 năm 1946 cho đến khi ông mất tháng 10 năm 1975. Vừa đúng 29 năm, dù không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phụ tá cho ông các thời kỳ có các thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn, Võ Thuần Nho, em trai đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hồ Trúc, Lê Liêm. 29 năm hoạt động gắn bó với sự nghiệp giáo dục, giáo sư Nguyễn Văn Huyền đã có nhiều đóng góp to lớn, được nhà nước ghi công, nhân dân ghi nhớ. Các thế hệ các nhà giáo và các nhà khoa học khâm phục, noi gương và tiếp nối sự nghiệp của ông. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ khóa 2 đến khóa 7, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông qua đời ngày 19 tháng 10 năm 1975 tại Hà Nội. 5. Những đóng góp của Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Văn Huyền. Trong cuộc đời khoa học của mình, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyền đã chuyên tâm nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam và có hàng chục công trình nghiên cứu nổi tiếng về văn học dân gian, lễ hội truyền thống, kiến trúc dân tộc, địa lý, lịch sử, cấu trúc giai tầng xã hội nông thôn. Có thể nói không quá rằng ông là một trong những người có công đầu trong việc xây dựng một nền giáo dục mới của chúng ta, sinh ra và lớn lên trong chế độ cũ, được tìm hiểu và nghiên cứu tường tận quá khứ. Hơn ai hết, ông hiểu rõ những gót chân asin trong tính cách người Việt và phần trách nhiệm của ngành giáo dục trong việc dung dưỡng những gót chân asin đó. Suốt đời mình, trên cương vị người đứng đầu ngành giáo dục của thể chế Dân chủ Cộng hòa, giáo sư Nguyễn Văn Huyền đã cố gắng hết sức mình để giáo dục góp phần khơi dậy những cái hay trong tính cách người Việt và hạn chế những cái dở. Trong hội nghị chuyên đề quốc tế về vai trò sinh viên và các tổ chức sinh viên trong việc phát triển nền giáo dục dân tộc, họp tại Hà Nội tháng 8 năm 1961, ông khẳng định, từ một cơ sở giáo dục lạc hậu, nô dịch, què quặt do ngót 100 năm của chế độ thực dân để lại, ngày nay chúng tôi đã xây dựng được nền móng, rộng rãi và vững chắc của một nền giáo dục thực sự dân tộc, dân chủ và tiến bộ. Năm 2000, giáo sư Nguyễn Văn Huyền đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. Tên ông được đặt trong một phố chạy ngang qua Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội, nơi con trai ông, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy làm giám đốc từ năm 1995 đến năm 2006. Trong thời gian sắp tới, tuyến phố sẽ được kéo dài qua khu đô thị Tây Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ, khu ngoại giao đoàn Xuân Đỉnh thuộc quận Bắc Từ Liêm và khu đô thị Sibucha, Nam Thăng Long thuộc quận Tây Hồ. Ngoài ra, tên của ông còn được đặt tên cho một trường trung học cơ sở ở quê hương ông, huyện Hoài Đức, Hà Nội, trên địa bàn xã Sơn Đồng và một trường trung học phổ thông ở tỉnh Tuyên Quang. Gia đình ông cũng đã thành lập trường Nguyễn Văn Huyên ở quận Đống Đa, Hà Nội do con gái thứ hai của ông là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bích Hà làm hiệu trưởng. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Văn Huyên, một tấm gương về nhân cách. Các bạn nghĩ sao về nhân vật này? Đừng quên để lại suy nghĩ dưới phần bình luận nhé. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.